xin phép anh em cho chơi game đây nha. Mà sao tôi phải xin phép mọi người nhỉ? Một trò chơi nhẹ nhàng dành cho buổi tối. Minecraft Dungeon nha mọi người. Trò này cũng dễ thương. Nói chung là chơi Minecraft kiểu nhẹ nhàng, tình cảm. Are you sure about that? Đây rồi. Ba đang xài cái đó bằng cái nút. Ê, ê, bằng cái nút bắn cung á. Ây da. Chỉ bà rồi kìa. Qua đây. Chị kiếm được xong đa vàng. Dùng nick luôn. Trời, mọi người đâu xịn nhỉ. À, cái của tao cũng tạo ra con ong nè. Tôi tạo ra con ong rồi. Yeah. Elderman kìa, Elderman kìa. Tên lửa đạn đạo xuống khủng khiếp. Nó tạc hình đó nha. Ai da. Ai da. Đâu vậy? Bà bị làm rồi. Bà đen mình trước rồi đó bà. Boss fight kìa. Ủa sao boss? Boss ở đây vậy? Boss ở đâu vậy? Kích hoạt boss ở đâu vậy? Cứ mặt. Ôi ôi, ném mình cùng gì kìa. Đâu? Ném mình cùng đi. Ném mình mấy cái slide á. Ui, cung vàng 12 luôn. Trời ơi, em không được cung vàng mà cung bình thường à. Ừ, em được cung 12. Từ từ nha. Ơ. À. Cái gì vậy?
Đây đây, nó đang bị em bắn nó mất rồi. Bà đứng trên này mà bắn. Ây da. Trời ơi, nó kẹp ghê quá, xuống là chết chắc luôn, chỉ có đứng trên này bắn thôi. Xuống đi bà, về xuống cứu đi, con bắn nó quá được. Bắn đứng bắn. Ừ, đứng trên này bắn rồi. Mượn tên của tao đi. Bạn bóng như xong. Ta đồ đi kia mọi người ơi. Cái mùi xinh như vậy. Cố lên nhào tay mùi. Ê bạn thả nó ra nha. Ừ, thả đi. Con heo, con heo, thả đôi, thả đôi. Con heo, ba đánh con heo. Con ba đánh bắn cùng như đánh đàn á. Con ba đánh cùng như đánh đàn á. Tinh vậy? Chết rồi. Mẹ như bắn pháo hoa vậy chứ. Rồi, tao thấy một đống boss kìa. Cái gì nó bắt công nhân làm việc các bạn ạ? Ủa, nó như là... Quá trời lên hồn luôn á. Đây. Ôi, cho mày spot. Bên này. Bà ơi! Cứu bà. Giống boss dữ người ta. Trời ơi. Còn mẹ nữa. Anh em có thể chiến chiến mạnh không? Thể khuyên là các bạn chiến liệu ông ấp. Ôi ơi, trời ơi, đúng một cái này chết luôn. Đúng rồi, đâu. Bà đâu đó, bà đâu đó. Chết mẹ ơi. Nó quên. Tại vì trong cái khi nhưng mà nó đánh vào vẫn chết.